Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Refresh it. Ok. Wow, một đường đường khá đẹp. Let's go. Đây là một con đường đua cũng khá là dài. Ok, về đích rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Thành công.
một hầm cũng khá là dài. Ok. Ok. Oh my god. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. High Cream Rushing Jew. Let's go. It's sound off. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Need for Speed Most Wanted. Thank you.
Rồi ok, tiếp tục là CR Rushing 2. College. Ok. Rush. Đùa được cái là, tức là các bạn phải update thì mới là đùa được. Cố gắng cày tiền, có đây tiếp. Được rồi. Không biết đùa có thắng được không? Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Fresh này. Đấy là một trong những tựa game đua xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. What? Không hiểu sao bị đẩy. Ở đây các bạn có thể đua xe, sau đó kiếm tiền rồi mua cho mình một chiếc xe khá là ngon để đi làm nhiệm vụ trong tựa game này. Hoặc nếu không thì các bạn sẽ cày tiền, sau đó tiền nâng cấp cho xe của mình. Thật là khỏe. Rồi let's go.
squats. OK, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang lần tiếp theo, Alpha Extreme. Tiếp tục là LVS No Limits. Let's go.
Christus Philis. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Taxi Sim 2020. Mình sẽ vào lại cái này. Không nó xuất hiện cái kia rất là khó điều chỉnh. Ok. Ở đây các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng taxi, sau đó thì sẽ chở những con người, người dân nơi đây muốn đi taxi và kiếm tiền, sau đó thì sẽ nâng cấp máy móc cho mình. Đấy là một anh chàng cần đi xe. How are you doing? Rồi các bạn đâm vào cái gì rồi, cũng mất tiền rồi. Từ đây các bạn phải đi cẩn thận. Legendary performance. Are you sure this is the fastest round? The best bands right now. Future Hall of Famers. Rock Radio 89.2. Are we there yet? Okay. Sau đó các bạn lại đi tìm khách tiếp và tiếp tục chờ đến khi nào đủ tiền các bạn sẽ mua cho mình một chiếc taxi ngon hơn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Camber Fan Speech. Let's go. Đây là một tựa game đỗ xe. Sao của người bị
này phải đổ dần luôn. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Review Rushing. Tiếp tục nào. Các bạn chưa cày tiền, sau đó thì sẽ nâng cấp lên xe của mình mạnh lên và sẽ đua ở phần 2. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Rich Rushing 3. Let's go. Thank you.
Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.